Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, thực hiện chủ trương của Thường trưởng huyện ủy về việc tổ chức khởi công các công trình đầu tư công năm 2021, chiều ngày 17 tháng 2 năm 2021, trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới và vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu năm 2021, Ủy ban dân huyện đồng loạt khởi công 20 năm công trình cải tạo, nâng cấp đường trục tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Dự tại các điểm khởi công có đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại các điểm khởi công, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã dự khởi công 20 năm công trình nằm trên địa bàn 19 xã thị trấn, đó là Canh Giang, Chính Mỹ, Quảng Thanh, Hợp Thành, Phủ Ninh, An Sơn, Lại Xuân, Liên Khê, thị trấn Minh Đức, phục lễ phả lễ lập lễ minh tân lưu kiếm hoàng động kiển bái mỹ đồng cao nhân và đông sơn các công trình gồm cải tạo nâng cấp đường trục xã kinh giang xã đông sơn xã hoàng động cải tạo nâng cấp đường trục xã liên khê các tuyến đường trục trên địa bàn thị trấn minh đức đường trục xã phục lễ phả lễ lập lễ và công trình xây dựng mở rộng cầu hợp thành và cải tạo nâng cấp đường trục xã hồng thành cải tạo nâng cấp đường trục xã chính mỹ và xã quảng thanh cải tạo nâng cấp đường trục xã phù ninh và xã an sơn Hiện trạng các công trình trên đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, hệ thống thoát nước và mặt bằng nhiều vị trí đã xuống cấp, hệ thống chiếu sáng không đồng bộ, không đảm bảo, năng lực giao thông hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, không đáp ứng được tiêu chí đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí đường đô thị loại 3. Chính vì vậy, huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt chủ trương, ủy ban dân huyện đã ban hành quyết định đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp 25 công trình với tổng kinh phí trên 234 tỷ đồng. Các công trình gồm hạng mục như mở rộng nền đường, giải bê tông, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hệ thống giao thông gồm sơn vạch, kẻ đường, biển báo đồng bộ. Các công trình dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Việc khởi công xây dựng 20 năm công trình cải tạo đường trục là từng bước hoàn thiện các tiêu chí đường giao thông để xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng kế hoạch. Đồng chí yêu cầu các xã thị trấn, các phòng ban chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện, tổ chức giải phóng mặt bằng ngay từ hôm nay, tăng tốc ngay từ ngày đầu tháng đầu, bám sát tiến độ thi công cả ngày và đêm, kịp khánh thành các công trình chào mừng dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện, phải tuân thủ nghiêm các thiết kế, các tiêu chuẩn, kỹ, mỹ thuật, đồng thời chủ động khắc phục khó khăn thi công và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng của các công trình đô thị hiện đại. Tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy, Uy, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Uy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Uy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đại diện các nhà thầu, lãnh đạo địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công các công trình cải tạo nâng cấp mở rộng đường trục các xã thị trấn trong niềm vui phấn khởi của cán bộ nhân dân huyện nhà việc đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng các tuyến đường sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và sinh hoạt của nhân dân trong vùng từng bước hoàn thành tiêu chí xây dựng thủy quyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025 theo tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16 đồng thời làm cơ sở để phát triển mạng lưới giao thông khu vực kết nối hệ thống đường giao thông nội bộ với mạng lưới giao thông liên tỉnh và quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện thủy nguyên tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp và các dịch vụ khác trên địa bàn huyện